em khóc hay bật nhạc lên. Đâm 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 đâm. À. Có những nỗi nhớ ta phải quên. Không, lúc đó chị Lê mới gọi là khi nào em có một bài hát cái tích cực giống vậy thì nhắn cho chị. Mà lúc đó là em chưa nổi tiếng luôn. Ghê chưa? Có nghĩa là em thấy nhìn thấy đó. Đúng rồi. Em giống như là Alex Ferguson mà nhìn là Ronaldo vậy đó ha. Em fan Messi. Em fan Messi. Em fan Messi à? Gì vậy? Fan Ronaldo. Biết Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Có vẻ chú Giang rất là quý khách mời này, rất là ưu ái đặc biệt khách mời này. Anh nói thật nha, anh không có, không, mình không được nói sai lòng. Hôm nay mình hỗ trợ em anh thôi. Anh như là mọi người xung quanh em luôn, mọi người xung quanh em hay bảo là nam nữ ca sĩ Phương Linh. Nam nữ ca sĩ Phương Linh. Là sao? Nam nữ, anh vừa nói thằng em. Anh hỏi là thằng em anh bên kia anh này. À em tưởng anh nói là thằng em là thằng này. Ờ thằng gái. Hỏi trợ thằng em. À ai ạ? Tỉnh còn 5 người nữa mà. Ai đâu? Em thường biết mà. Em đâu biết được rồi. Trời ơi. Mới sáng mặc quần đôi là hiểu rồi. Trời đất ơi. Không. Cái quần đó là mọi người hay lấy mặc ngủ mà. Không có, nhà đâu mặc quần lắm. Mấy người có tiền mới mặc quần đó. Không phải. Anh nhiều nhà hàng mà sao? Người có tiền người ta mới mở được nhiều nhà hàng chứ đúng không? Em vất vả, em đi làm hoài luôn, bây giờ em mới bắt đầu em làm được ăn buôn, cũng như là đấy em phải tích cóp tiền bạc chứ còn anh mở luôn lúc mấy nhà hàng. Thì bạn đâu ra thêm vấn đề trong cuộc sống đâu. Trời ơi, chưa? Ghê chưa? Đi rồi. Dạ. Ok em. Ok em anh. Quay chơi. Đúng rồi. Đâu anh em xe ngồi giữa chứ? Không, anh ngồi rồi, tại em ngồi giữa. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi gặp gỡ quý vị ở một chương trình mà chúng tôi xin mạng phép đặt tên là Hạnh Phúc Còn Đâu, Hạnh Phúc Còn Đâu. Ôi trời ơi. Thì ngày hai cái mời ngày hôm nay đó chính là Phương Ly và Hiếu thứ hai. Hơi đẹp trai đấy. Là hai bạn trẻ rất được các bạn yêu thích hiện tại. Và cũng là những bạn gọi là Gen Z. Yeah. À. Trời, thế nên ngại. Em là cái sinh lý và cái tâm lý. Em, cái tuổi của em là tuổi tâm lý khác, tuổi sinh lý khác. Đúng. Em biết không? Dạ. Em khoảng 97, 98 thôi. Ừ. Ủa, nói đấy, nhận bây giờ. Đúng rồi, 97, 98 thôi. Đó, thì hai bạn này là hai bạn đang có những bài nhạc rất được yêu thương và cái hình ảnh đang được rất yêu thương. Thì hôm nay cùng tham gia một chương trình đó là hay hàng đêm cũng rất yêu thương. Hiếu thì em biết rồi ha, từng một từng hai là rất yêu thương. Thì bé là một khách mời trong cuộc tập này cũng rất được yêu thương, là trong chương trình mình rất là yêu thương đúng không? Dạ. Thì âm nhạc của bạn cũng là những cái bài rất là nhẹ nhàng, tích cực. Anh Hiếu nghĩ sao về chị Phương Ly ạ? À, nghĩa là chị Phương Ly một nữ ca sĩ rất là hát, có rất là nhiều bài hát hay. Là cái nhất, diễn rất là hay nè, rất là hút sân khấu, rất là dễ thương. À, được, lúc nào cũng được mọi người yêu quý. Và hôm nay gặp chị ở ngoài đời thì tiếp xúc nhiều á, thì cảm giác mà chị chơi game rất là nhiệt tình á, là không ngại va chạm, không ngại gì hết, nên là cảm giác rất là thoải mái. Anh Giang cũng rất là thích chị, anh Giang bây giờ khen được hôm qua tới giờ luôn. Dễ thương, hòa đồng với anh em. Đúng. Được tâm rồi. Tâm đắc, anh Giang tâm đắc. Với lại không có hổn. Ở đâu em cũng hổng. Thực ra các bạn trẻ bây giờ dễ thương ha. Yeah. Tích cực trong âm nhạc. Đúng rồi, âm nhạc các bạn trẻ bây giờ phải tích cực. Thấy không? Tại vì cái dạng của là rap là nó khác. Đó, phải nói nó khác. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều hơn. Còn của em, trước giờ em vẫn hay nói mọi người là em chỉ kiểu em sẽ không có đặt mục tiêu kiểu bị quá xa vời đâu, em chỉ muốn là giống như kiểu là khi nào mà trong ngày mọi người nghe được bài của em thì trong vài phút thôi, xong rồi mọi người sẽ up mood lên, mọi người sẽ cảm thấy là kiểu tin vào tình yêu hay gì đấy, là em thấy cũng happy lắm rồi. Đó thì nhạc của Hiếu là cũng một trong những cái bài nhạc mà cũng nhiều bạn thích là ngủ say nè. Không thể say. Anh mới sắp hai bài ngủ say. Không để say một mình nè. Từ khi giờ Hiếu ra bài mà anh không muốn ngủ một mình đêm nay đâu, là trong xóm anh không có đứa nào ngủ một mình hết. Ủa, trong xóm anh là gia tăng dân số. Trong xóm anh là gia tăng dân số.
pha mũ của mình. Mọi người nghe album mới của anh Hiếu chưa? Đó không phải cu đâu. Chị Ly nghe chưa? Chị Ly nghe rồi chứ, chị nghe rồi. Trời, thấy bạn ấy nghe đẹp không nhỉ? Ít ra là chị còn phải nghe xem là tình hình hiện tại sao chị ra bài chứ. Ngày hôm qua tôi mới đưa cho Hiếu một cái gọi là cái topic ha. Một cái chủ đề hay mà tôi mong là Hiếu sẽ gọi là fit với lại sẽ ráng suy nghĩ đi. Fit hả? Fit với Phương Ly lại này. Nhưng mà cái chủ đề thì chúng tôi sẽ được giấu lại. Ừ. Đúng rồi, để làm Hiếu làm nhưng mà lát nó sẽ kể riêng. Kể riêng hết. Mà bài này Hiếu fit với bé là hay luôn. Được không? Hợp lý không? Tin anh đi. Làm sao vậy? Tên anh hả? Tên anh, tên anh đi. Trước rồi tin anh chưa? Em lúc nào em cũng tin anh Giang hết. Cái đó hay, nhưng mà quan trọng này phải lựa cái chữ. Cái mà hai đây là hai đứa trẻ nữa, lựa cái chữ hợp cho cái chữ là ok luôn. Người ta nhìn cái giao diện người ta cứ hiểu làm tôi và tôi vậy. Không, không có vậy đâu. Tóc tôi có thể nhuộm nhưng mà tâm hồn tôi trong sáng. Ok anh. Nói chung có hai đứa ok đó. Hai đứa fit vô nữa thì một cặp nổi lên nữa. Lúc đó đừng nhuộm hai cái đầu màu này nữa, nhuộm hai đầu màu hồng. Oh my god. Không, sầu tím thiệt hồng. Cái đây là tím rồi hồng. Hai đứa không thể được đến với nhau gọi là sầu tím thiệt hồng. Nhưng mà các bạn đó trẻ hay á. Ok. Chị nghĩ sao về lời đề nghị này ạ? Thấy hấp dẫn mà. Hấp dẫn chuyện đi. Thì là chưa biết. Còn anh trong đây làm MV chị sợ lắm, sợ kiểu mấy mấy người này gài gài. Không thiệt á, trong làm MV á, anh với Lâm với Rick với lại Tuấn với lại Quy đóng miễn phí nữa. Nói cho mọi người nữa. Miễn phí, anh nghèo sẽ không lấy tiền nhau đâu, yên tâm. Đúng. Cái chủ đề đó mà mấy ảnh đóng là hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Chủ đề đó hợp với mấy ảnh lắm, giống như viết cho mấy ảnh vậy. Không, nhưng mà hồi xưa là lúc mà lúc đó là em có một cái bài bật nhạc lên. Đúng. Lúc đó là lúc đó em vừa ra bài đó là bài đó cũng khá là hot hit đó. Nói sao cái câu thì em khóc hay bật nhạc lên. Tuấn hát có sửa lời là em khóc hay nhậu thịt say. Ủa hết tích cực rồi. Dạ đúng chính xác như vậy. Không, lúc đó chị Lê mới gọi là khi nào em có một bài hát cái tích cực giống vậy thì nhắn như vậy. Mà lúc đó là em chưa nổi tiếng luôn. Ghê chưa, có nghĩa là em thấy nhìn thấy đó. Đúng rồi. Em giống như là Alex Ferguson mà nhìn là Ronaldo vậy đó ha. Em thân xì. No. Em phải biết gì à? Đi à? Phan Rondo. Ôi rồi, tới công chuyện rồi. Quá thật vậy. Người tôi rất ái mộ. Mình chưa, chị cũng thích Sarah 7 mà. Siêu, giỏi. Nhưng mà chỉ là chị mình thích cái nào hơn thôi. Mình chấp nhận. Không biết trên mạng cũng hay. Mình cũng thích Sarah 7 quá. Thay qua bót khác. Chị gái thì thích CR7 mà còn xăm lên người nữa. Chị gái chị á thích CR7 mà, nhưng mà chị thích Messi thì vẫn là thích thôi, nhưng mà mình vẫn tôn trọng những người giỏi mà. Giống như là Rick là thích nhạc của Hiếu đó. Thích nhạc của Hiếu á mà không thích người Hiếu. Cái gì vậy bà nội? Ủa gì kìa. Nhiều khi anh thích ngược lại đó, anh thích người em mà không thích nhạc của em. Phải không? Đâu hát thử đoạn gì của Hiếu ơi. Mới nhất. 3 2 Mâm bồ, Hiếu thư. Không cầm cố. Người ta nói về mới nhất mà đã quan tâm là phải quan tâm mới nhất. Cái cũ thì nó viral rồi. 3 2 1 Không phải cu đâu. Thì sao chốc chay em không biết là có sản phẩm mới giống như anh mong muốn về cái kinh tế đó không, cái project đó không, nhưng mà hy vọng là sẽ thấy được hai em cùng một fit một cái bài gì đó. Hai người tôi thích. Chúc chị Ly ra album thành công nha. Em rất là thích nhạc của chị. Chúc cho chúc cho Messi thật nhiều sức khỏe.
Beat Sài Gòn đón Tết rồng nhấn bụi lốc. Trước rồi tin anh chưa? Em lúc nào cũng tin anh Giang hết. Cái đó hay, nhưng mà quan trọng này phải lựa cái chữ mà hai đây là hai đứa trẻ nữa, lựa chữ hợp cho cái chữ là ok luôn. Người ta nhìn cái giao diện người ta cứ hiểu làm tôi và tôi vậy tôi vậy, không có vậy đâu. Tóc tôi có thể nhuộm nhưng mà tâm hồn tôi trong sáng đó. Ok anh, nói chung cái hay đó ok đó. Hai đứa fit vô nữa thì một cặp nổi lên nữa, lúc đó đừng nhuộm hai cái đầu màu này nữa, nhuộm hai đầu màu hồng. Oh my god, không sao tím thiệt hồng.